Vâng, chào quý anh chị nhé. Thì ngày hôm nay em Trung lại lên sóng một cập nhật cho quý anh chị một cái mẫu xe Ford Everest đời 2005 vừa về, đẹp xuất sắc. Thì ngày hôm nay lại tiếp tục một siêu phẩm nhé quý anh chị. Nhưng mà phải nói là thị trường ế thì quý anh chị đã sở hữu được là 50 triệu thôi, quý anh chị đã sở hữu được ô tô đi rồi. Nên là thị trường ế phải nói là cực kỳ gọi là kinh khủng. Nhưng ngày hôm nay được là em Trung vừa về con Ford Everest đó, giới thiệu và quay chi tiết cho quý anh chị luôn nha. 50 triệu thôi là quý anh chị đã sở hữu được rồi. Và tất cả cái thì em Trung xin ít thời gian cập nhật những mẫu xe trên cửa hàng nha quý anh chị. 5 chỗ, 7 chỗ đó, còn khá là nhiều luôn nha quý anh chị nha. Tất cả mọi cái thì và bán tải 9 chỗ luôn nha quý anh chị nha. Thì quý anh chị quan tâm mẫu xe nào thì cứ chụp lại cái màn hình dùm cho em Trung. Quan trọng ngày hôm nay em Trung quay chi tiết tổng thể con Ford Everest cho quý anh chị thôi. Đó, cũng còn phải nói là khá là nhiều. Đó, thì anh chị quan tâm mẫu xe nào thì alo cho em Trung nhá. Thì chụp lại cái biển số gửi qua Zalo cho em Trung. Đó, cần quay chi tiết cái xe nào đó nha quý anh chị nhá. Thì thôi, em Trung cũng muốn chúc quý anh chị nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Và quý anh chị hiểu là phải nói là 50 triệu thôi, quý anh chị đã sở hữu được một cái mẫu xe về ô tô che mưa che nắng rồi. Thì đây tiếp tục quý anh chị này, em Trung giới thiệu cho quý anh chị một mẫu xe Toyota Jay GL. Xe này thì đời 2005. Đó thì 7 chỗ ngồi, bán thương hiệu Nhật nhé quý anh chị. Bán cho quý anh chị chỉ với 180 triệu. Thì quan trọng ngày hôm nay em Trung quay con Ford Everest cho quý anh chị thôi. Trên cửa hàng của em Trung thì phải nói là thời buổi bây giờ ô tô thị trường ế, nhưng quý anh chị 50 triệu quý anh chị đã sở hữu được một mẫu xe rồi. Đó thì quý anh chị quan tâm mẫu xe nào Zalo cho em Trung. Đó thì cũng còn rất là nhiều xe nhé quý anh chị nha. Và được cái là cảm ơn quý anh chị cũng rất là nhiều trong thời gian vừa rồi là thị trường ế nhưng vẫn ủng hộ em Trung. Đó thì thôi cũng không có lòng vòng nữa, thì em Trung giới thiệu cho quý anh xe này thì có khách cọc rồi. Đó, khách Sài Gòn cọc rồi. Rồi tiếp tục đây em Trung giới thiệu cho quý anh chị một mẫu xe Toyota. Đó, Vios. Cái này là không phải Vios quý anh chị ơi. Sorry quý anh chị nha. Cái này là Toyota Altis đời 2002 máy 1.8, bán cho quý anh chị giá 190 triệu. Đó, tiếp tục đằng trong này quý anh chị nha. 50 triệu là quý anh chị đã sở hữu được rồi. Thì quan trọng ngày hôm nay em Trung quay con Ford Everest vừa về cho quý anh chị thôi. Tiếp tục đây em Trung giới thiệu cho quý anh chị Mercedes-Benz 9 chỗ ngồi không niên hạn. Bán cho quý anh chị xe này em Trung đã có video chi tiết rồi. 180 triệu. Và tiếp tục đây nữa thì em Trung làm tranh thủ nhanh thời gian cho quý anh chị Ford Transit đã chuyển tải, bán cho quý anh chị đời 2004 nhá, bán cho quý anh chị 80 triệu. Và tiếp tục đây nữa quý anh chị này, em Toyota Vios nó 2004 bản G nhá quý anh chị nhá, màu sơn cũng phải nói là cực kỳ là đẹp, biển số Hà Nội. Thì những cái xe này thì em Trung bao ký rút hồ sơ cho quý anh chị rồi, bán cho quý anh chị giá cực kỳ là yêu luôn nhá quý anh chị. Nhìn cái nước sơn của em nó phải nói là cực kỳ là yêu, bán cho quý anh chị 140 triệu. Và tiếp tục Camry, xe này em Trung chưa có thời gian dọn thì đó thì em Trung dọn sau để tính sau nhé quý anh chị, chưa bán được. Đó, tiếp tục đây nữa thì em xe tải nhé quý anh chị nhá, 85 triệu cho quý anh chị một em xe tải đời xe này như 20 mấy, cái xe tải này 20 mấy ra 24 đó, 24 đó, vừa về nhé quý anh chị nhá, 85 triệu cho quý anh chị đây. Và tiếp tục đây quý anh chị, em Trung làm nhanh gọn cho quý anh chị luôn này, mẫu xe 50 triệu cho quý anh chị đây quý anh chị ạ. Này là Narot quý anh chị thấy không? Được cái màu sơn của em nó phải nói là cực kỳ là đẹp. Đó, đăng kiểm thì em Trung vừa mới khám xong. Vừa khám đăng kiểm xong. Đây này. Đó, anh chị thấy chất chưa? 50 triệu mà anh chị đã sở hữu được một mẫu xe rồi. Và tiếp tục đây thì em bán tải Ford Ranger XLT 2015. Đó, form mới, mẫu mới rồi quý anh chị. Xe này sân rin còn khá nhiều nha quý anh chị nha. Thì cũng có giảm tút vài chỗ, biển số 72. Thì xe này em Trung anh chị cần quay video chi tiết thì em Trung đã có video chi tiết dưới cái đường link này nhé quý anh chị. Sơn zin cả xe luôn nhé quý anh chị nha. Em rất là mang màu xám, máy 2.2. Đó, vỏ lốp cũng còn được 50% nha quý anh chị. Vỏ lốp thì còn 50% thôi. XLT bản đủ 2 cầu. Đó, số sàn quý anh chị mua về mà đi phượt, đi rừng, đi núi là cũng rất là ok, gọi là công trình đó. Thì quan trọng ngày hôm nay thì em Trung cũng chỉ có giới thiệu quay chi tiết em Ford Everest đời 2005 cho quý anh chị thôi. Đó, tiếp tục đây nữa thì em Trung lại giới thiệu cho quý anh chị một mẫu xe Crew 2011 nhá quý anh chị nhá.
nó phải nói là cực kỳ là đẹp luôn. Sơn zin còn khá nhiều, biển số 49 ngay chủ ý quyền, bán cho quý anh chị với cái giá cũng cực kỳ là yêu luôn nhá, 240 triệu. Và tiếp tục đây quý anh chị, Mercedes đó, xe này là C230 đời 2009, thì quý anh chị hợp phong thủy màu đen alo châm chung luôn chị một mẫu xe Mercedes đó. Và tiếp tục đây quý anh chị nhá, em này là Mercedes 9 chỗ luôn quý anh chị đó, 9 chỗ không hết đời, không niên hạn nhé quý anh chị nhá. Thì xe này sơn zin còn khá nhiều, hầu như là cả con luôn quý anh chị nhá. Được cái là chất đó, bán cho quý anh chị. Ngày hôm vừa rồi em Trung đã có video chi tiết rồi. Đó, anh chị coi video đằng dưới nhá. Đó cũng cực kỳ là yêu luôn. Đó, đăng kiểm thì còn tháng 1 năm 2023. Đây thì ngày hôm nay nhá quý anh chị nhá. Em Trung giới thiệu cho quý anh chị một mẫu xe. Đó, thì anh chị đã đi theo chân em Trung một vòng và tất cả cái chất chưa? Đẹp phải nói là cực kỳ là đẹp. Anh chị hợp phong thủy màu đen alo cho em Trung. Đó, Ford Everest máy dầu. Đó, đời 2005, gầm cao máy thoáng, gọi là siêu tiết kiệm và bền bỉ. Vỏ lốp cực kỳ là mới nhá quý anh chị nhá. Cực kỳ là đẹp, sơn zin còn khá nhiều. Chút xíu em Trung sẽ quay từng chi tiết quý anh chị này. Nhìn từng những cái mặt ga lăng của em nó rất là cứng cáp. Đó, tất cả cái quý anh chị. Mâm này, đó, rất là đẹp. Vỏ lốp 70%. Cặp vỏ sau mới nha quý anh chị. Ba cái vỏ mới nha quý anh chị nhá. Này, vỏ sau mới này, tất cả cái thì quý anh chị đã thấy. Đi xung quanh mình mẩy của em nó gọi là nạp thẳng tưng luôn. Màu đen thì quý anh chị thừa hiểu rồi. Chỉ cần gợn sóng tất cả một cái gì thì cái xe nó lỗi hay tất cả cái lên là quý anh chị đã thấy tất cả cái là cái xe nó đẹp hay không là anh chị nhìn lướt sơ phần bên ngoài thôi. Đó. Đây quý anh chị, vỏ sau rất là đẹp nha. Đây, anh chị nhìn thấy từ đằng trước đằng sau không? Thì ngày hôm nay em Trung quay chi tiết và tổng thể cho quý anh chị luôn. Đây, giá cực kỳ là yêu. Đây quý anh chị, gầm bệ của em nó này, quý anh chị thấy không? Phê chưa, chất chưa? Đó, nhìn phải nói là cực kỳ là sáng. Vỏ lốp mới. Tiếp tục em Trung lại quý anh chị đây. Bộ tem của em nó phải bộ tem zin nha quý anh chị nha. Rất đẹp. Và tiếp tục em Trung lại quay cho quý anh chị phần nội thất luôn. Đây. Từ những gọi là những cái tính năng trên xe thì quý anh chị cũng cần phải suy nghĩ. Màn hình em nó là màn hình Android rồi. Đây tất cả cái. Thì tại vì em Trung quay buổi chiều nó hơi gọi là những cái ánh nắng hơi chóa quý anh chị. Đây tất cả cái. Thì quý anh chị nhìn bên ngoài nó đẹp hơn là rất là nhiều bên trong nha quý anh chị. Trời nắng nó chóa thôi mà quý anh chị là nhìn cái vô lăng của em túi khí kìa. Đây túi khí, bên kia túi khí, tất cả cái quý anh chị này. Giá cực kỳ là yêu, màn hình luôn nhá. Quý anh chị đằng trên này tiếp tục em Trung lại vô mở luôn cái màn hình cho quý anh chị. Keo chỉ thì không mất phân nào. Đây quý anh chị này, nội thất rất là đẹp nha. Đây tiếp tục màn hình Android kia vẫn xài nha quý anh chị nha. Và tiếp tục anh chị ngồi sau, màn hình này vẫn xài nha quý anh chị. À, rất là yêu luôn. Đó, cực kỳ là yêu cho quý anh chị chưa? 205 triệu cho quý anh chị một mẫu xe Ford Everest gầm cao máy thoáng 7 chỗ máy dầu quý anh chị. Từ anh chị này nhìn cột kèo của em này, keo chỉ này, tất cả cái tapi 4 cánh đều y chang nhau nha quý anh chị nha. À, cái từ những cái nút kim bấm này, chị thấy phê chưa? Cực kỳ đẹp. Tiếp tục em Trung lại mở luôn cái phần cốp sau cho quý anh chị luôn. Phải nói riêng con này xuất sắc luôn quý anh chị. Này, từ những cái 205 mà quý anh chị thử nghĩ coi bao nhiêu năm trời rồi. Đây, từ những cái rất yêu chưa? Từng những cái đinh bấm, đinh tán, zin theo của nhà máy chưa? Cột kèo, tất cả các anh chị không cần suy nghĩ. Này, từng những cái lóc khóa cửa anh ấy. Rất là đẹp nhá. Anh chị nhìn từng những cái táp bi này, rất yêu chưa? Rất là đáng yêu nhá. 7 chỗ ngồi gầm cao mới thoáng anh chị thấy không? Đóng cửa là vô bụp bụp cỡ đó thì thôi quý anh chị. Máy móc có bảo hành cho quý anh chị. Và đặc biệt thêm nữa em Trung bán bao quay đầu cho quý anh chị nhá. Nên mọi vấn đề đó thì quý anh chị cũng cần phải suy nghĩ. Cực kỳ là yêu chưa? Thì ngày hôm nay em Trung cũng tranh thủ quay chi tiết và tổng thể cho quý anh chị một mẫu xe này thôi. Anh chị thử nghĩ coi, 50 triệu quý anh chị đã sở hữu được một mẫu xe. Đó. Về che mưa che nắng đúng không quý anh chị? Rất là yêu chưa? Bò bé thương hiệu Ford thì quý anh chị cũng cần phải suy nghĩ rồi. Đăng kiểm mới khám luôn nhé quý anh chị nha. Đấy chị, rất đẹp chưa quý anh chị? Máy thì nổ thì thầm. Tiếp tục em Trung lại giả luôn cái phần máy cho quý anh chị. Đã quay thì quay chi tiết luôn quý anh chị ạ. Anh chị thấy không? Rất yêu nha. Máy nổ thì thầm nhá quý anh chị nha. Riêng máy dầu mà quý anh chị thấy không? Đứng ngoài mà quý anh chị đâu có nghe tiếng máy nổ. Đó. Yêu chưa? Chất chưa? Phê chưa? Cực kỳ là yêu. Đó. Các anh chị quan tâm mẫu xe này alo cho em Trung nhá. 205 triệu cho quý anh chị. Đó, một mẫu xe Ford Everest đời cao. Đó. Rất là cao nha quý anh chị. 205 luôn đấy. Đây quý anh chị này. Riêng cổ máy này quý anh chị này, chất chưa? Đó. Không có một miếng nhớt xì luôn nhá. Này, trắng bóc luôn. Đó, tất cả cái anh chị đang từ tem mạc này. Tất cả cái này trong cái hầm máy, máy nổ thì thầm. Riêng xe này cam kết quý anh chị không có là hơi thừa, không có một miếng hơi thừa nhá. Cực kỳ là yêu. Đó thì anh chị quan tâm mẫu xe nào trên cửa hàng cứ alo truyền hình trực tiếp cho em Trung.
Thì thôi, cuối video thì em cũng chúc quý anh chị nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống, và hẹn gặp lại quý anh chị những video tiếp theo nhá. Nhớ đừng quên cho em Trung xin một nút like, nút đăng ký, bấm chuông để tiếp tục xem nhiều xe cập nhật về cửa hàng.